Cô là ai? Em là cái người tháng trước gặp anh đi xem mắt đó. Một tháng tôi xem mắt cả mấy chục người, sao mà nhớ được hả cô nương? Thế thì em cũng không lòng vòng nữa. Không ấy à, anh có thể cho em thêm bộ tán tạo và hộp thịt liệu giảm cân nữa được không ạ? Xài hiệu quả thật đó anh. Anh thấy em đẹp rồi mà, không cần phải dùng nữa đâu. Cảm ơn anh, nhưng mà không phải xin cho em ạ. Thế xin cho ai nữa má? Cho em nè anh đẹp trai. Em còn hết hồn chi là anh. Em là em xin đời với bà đó. Cũng giống thiệt, khác mỗi cái mặt. Không ấy, em đứng xa chút được không? Không, hai chị em xin đôi. Mà bây giờ anh nhìn lại xem có giống hay không. Từ lúc bà xài sản phẩm của anh đến giờ bà đẹp. Còn tôi thì sao? Vừa xấu vừa dữ chứ sao? Vậy thì anh cho em một bộ đi, em cũng muốn đẹp. Đây đây, của cô đây. Xíu, còn thịt lưu giảm cân đâu? Còn cái kia là cái gì? Cam body trắng da, cầm luôn đi. Cảm ơn nha. Trời ơi, không ngờ em gái chị khéo ghê. Con xin thêm được cả hộp body nữa chứ. Chuyện em của chị mà lại.